Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên thì xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Ất Mùi sinh năm 1955, năm mạng. Người sinh năm Ất Mùi 1955 rất hòa thuận với mọi người trong gia đình và cả ngoài xã hội. Nhờ đó họ có được những mối quan hệ tốt hỗ trợ cho mình trong mọi mặt của cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về vận trình cuộc sống của người này, mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi cụ thể trong video dưới đây và có sự chiêm nghiệm, nhìn nhận cho chính bản thân của mình. Gia chủ nam mạng Ất Mùi sinh năm 1955 có cung mệnh thuộc cung Càn trực phá, mạng sa trung kim, vàng trung cát, khắc thạch lụ mộc, con nhà bạch đế, an mạng phú quý, xương con dê, tướng tên con gà, ông quan đế độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý vị gia chủ tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 nam mạng qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, vàng trong cát trắng khó mà tìm ra, đặng sinh sung sướng quý thay, mùa thu cũng tốt, số trai thanh nhàn, thuận sinh phú quý chẳng sai, nghèo giàu cũng sướng, guốc dày nhởn nhan, số người no đủ y lương, buôn bán lúc trẻ an khương về già, một tay gây dựng cửa nhà, lao tâm phí lực, tự mình làm ra, chờ cho vận giữa sao qua, tài nguyên phát đạt, việc nhà thạnh hưng, vợ chồng con cái sum vầy, gặp nên già thất, vui vầy, áo no. Tổng quan, những người tuổi Ất Mùi nam mạng có một cuộc đời thuận lợi cả về sự nghiệp, công danh lẫn tình cảm. Họ có nhiều cơ hội để phát triển khi bước sang trung vận. Những người này có số hưởng thọ từ 74 đến 79 tuổi, tuy nhiên những người ăn ở phúc đức thì kỷ niên sẽ tự khắc được tăng lên. May mắn trong năm nay, gia chủ sinh năm 1955 có sao Thái Dương trợ mệnh. Đây là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho biên nam giới, giúp làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 là hai tháng đại cát. Để tăng cường phúc khí của các tinh chiếu mệnh, bản mệnh, hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là pháp khí chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được chế tác từ bạc S999. Mặt trước là biểu tượng bát bảo của nhà Phật, mặt sau khắc chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo vật phẩm này bên mình, sẽ được thần Phật che chở độ mạng, giúp cho mọi việc suôn sẻ, thuận buồm, tài lộc ngày càng vượng tiến. Hơn nữa, vật phẩm cũng được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng trước khi đến tay của gia chủ, nên sẽ phát huy công năng tốt nhất, giúp sở cầu mong muốn của gia chủ ứng nghiệm thành công. Tình duyên, nếu bạn sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì đường tình duyên của bạn sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, biến động và ít nhất là 3 lần thay đổi. Còn nếu bạn sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10 và 11 âm lịch thì số lần thay đổi trong chuyện tình duyên của bạn sẽ là 2. Tình duyên sẽ vô cùng thuận lợi, không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào nếu như bạn sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch. Gia đạo công danh, gia đạo Ất Mùi nam mạng được êm ấm, yên vui cả đời. Tuy nhiên vào từng thời vận sẽ có những sự tác động của vận hạn khác nhau, cho nên vận trình gia đạo của bản mệnh cũng cần phải cẩn trọng. Ví như trong năm nay, bản mệnh gặp hạn thiên la. Nhắc đến hạn thiên la, ông bà xưa có câu thơ sau. Thiên la, bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Tức là người nào gặp phải thiên la cần đề phòng cảnh chia ly, xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhịn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng. Không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục, ly hôn và khó hàn gắn. Ngoài ra trong hôn nhân và gia đình, để vợ chồng luôn tâm đầu ý hợp, gia tăng tình cảm, vun đắp tổ ấm hạnh phúc. Bản thân người nam là trụ cột, cần thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, mang theo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình sẽ giúp cho bản mệnh tăng cường hòa hợp vợ chồng, hóa giải mâu thuẫn, đem lại cuộc sống gia đạo, yên ấm, bình an. Cụ thể với nam mạng Ất Mùi sinh năm 1995, Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tam hợp Quý Thần, Hợi, Mão, Mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp Địa Chi, Hợi, Mão, Mùi, tam hợp Mộc Cục. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng của phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não, mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa trên 3 viên đá mã não này còn có khắc hình 3 linh vật Hợi, Mão, Mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân, tương trợ cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang trì lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ sở hữu có thể cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân mình ngay sau khi thỉnh.
Từ trung vận trở đi, công danh sự nghiệp tiền tài gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tiền đồ tươi sáng rộng mở. Tuổi Hợp làm ăn, nghiệp lớn sẽ thành, tiền vào như nước nếu bạn hùn hợp làm ăn với các tuổi Ất Mùi, Mậu Tuất và Tân Sửu. Lựa chọn vợ chồng, hợp cả về tình duyên lẫn tài lộc thì vợ chồng sẽ chung sống hạnh phúc trong vinh hoa phú quý. Đó là khi bạn kết hôn với các tuổi Ất Mùi, Mậu Tuất và Tân Sửu. Cuộc sống vừa đủ nhưng vẫn tràn ngập niềm vui nếu bạn kết duyên với hai tuổi Đinh Dậu, Quý Mão, vì những tuổi này hợp với bạn về đường tình duyên nhưng không hợp với bạn về đường tài lộc. Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi Canh Tý, Giáp Ngọ và Quý Tỵ thì cuộc sống của hai bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và vất vả, bởi ba tuổi không hợp về tình duyên lẫn tài lộc với bạn. Các năm 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi là năm xung khắc trong đường tình duyên của bạn. Bạn nên tránh kết duyên vào các năm này sẽ tránh được những tai họa. Tuổi Đại Kỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Nhâm Thìn và Canh Dần là những tuổi đại kỵ với tuổi Ất Mùi nam mạng. Bạn không nên kết hôn hay hùn hạp làm ăn với những tuổi này, nếu không mọi sự sẽ lụi bại. Năm khó khăn nhất, bạn cần đề phòng những rủi ro bất ngờ hay ốm đau bệnh tật vào các năm khó khăn nhất của mình, đó là 25, 28, 30 và 34 tuổi. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, khung giờ hoàng đạo cho những người tuổi Ất Mùi nam mạng là ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn. Bạn sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, công việc được thuận buồm xuôi gió nếu như bạn xuất hành vào khung giờ này. Diễn biến từng năm, từ năm 20 đến năm 25 tuổi. Năm 20 tuổi có nhiều chuyện không vui xảy đến với bạn. Bạn không nên xuất hành đi xa hay hợp tác làm ăn vào năm này, sẽ không bị hao tổn tiền tài. Năm 21 và 22 tuổi, công danh tình cảm có nhiều triển vọng tốt. Năm 23 và 24 tuổi, bạn sẽ gặp được những quý nhân đem đến cho bạn nhiều cơ hội để phát triển tiền tài. Nhiều điều may mắn và thuận lợi sẽ đến với bạn vào năm bạn 25 tuổi. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, tài lộc và chuyện tình cảm có nhiều tiến triển nhưng bạn cần chú ý trong việc đi lại. Năm 27 và 28 tuổi có nhiều cơ hội cho con đường tài lộc của bạn. Hãy nắm lấy thời cơ cuộc đời của bạn bước sang trang mới. Năm 29 và 30 tuổi, mọi sự tốt đẹp, tài vận ổn định. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 và 32 tuổi, công danh tài lộc tiền bạc có nhiều thuận lợi. Bạn có hạn vào các năm 34, 33 và 35 tuổi. Bạn nên chú ý đến công việc làm ăn cũng như sức khỏe của mình nhiều hơn, sẽ giảm bớt những hao tổn tiền bạc không đáng có. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi là một năm tốt đẹp của những người tuổi Ất Mùi nam mạng, công danh sự nghiệp của bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, tình cảm cũng rất thuận lợi, gia đình yên ấm. Năm 37 tuổi và 38 tuổi, bạn nên tránh xuất hành đi xa hay thực hiện các dự định lớn sẽ không gặp thất bại hoặc thua lỗ. Trong hai năm 39 và 40 tuổi, tận dụng tất cả các cơ hội đến với mình, mọi sự sẽ thành công ngoài sự mong đợi của bạn. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi, mọi công việc đều ổn định. Năm 42 tuổi, bạn không có nhiều cơ hội để nâng cao tài vận của mình nhưng cũng không gặp phải tổn thất nào. Bạn cần tránh xa những hùn hạp làm ăn với những người có tuổi đại kỵ với mình. Hai năm 41 và 45 tuổi có nhiều thuận lợi về đường công danh sự nghiệp nhưng bạn vẫn nên cẩn trọng trong công việc, tránh bị kẻ tiểu nhân lừa gạt. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, đây là khoảng thời gian bạn được thần may mắn theo đuổi, tiền bạc dồi dào, có nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Mọi chuyện thành công ngoài sức mong đợi của bạn. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, tài lộc và tình cảm vượng phát, cuộc sống đủ đầy, mọi sự ổn định nhưng bạn cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Tình cảm gia đình sẽ được cải thiện ngày càng gắn bó hơn, mọi người sẽ hiểu nhau hơn. Thưa quý vị, tử vi là một trong những cách gần như giúp cho mọi người có thể tin đoán được cũng như là dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình. Có thể có những dự đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng mà tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy rằng, mong quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.